Ông ơi, biết gì chưa? Lên cà phê sành coi nè. Món với Kenji này. Mình. Ủa, xem gì? Xem gì dư vậy? Nè, coi đi, hai ông nè. Học sinh trường La La tham gia vào đường dây nhảy cá độ kìa. Là hình của tụi mình. Thì ra đây là cuộc thi nhảy cá độ. Chán à? Sao rồi ta? Chết rồi. Nếu như mà cái này mà để nhà trường phát hiện, thế nào hai ông cũng bị kỷ luật cho coi. Anh Mon ơi, giờ sao? Em không muốn bị ở tù đâu. Điên quá. Ở tù thì mà tù. Tụi mình bị lừa mà, chứ có biết gì đâu. À, nhưng mà không nói mình thua. Có lấy tiền thưởng đâu mà bị ở tù, đúng không? Nhưng mà cá độ vẫn là cá độ. Mình đã tham gia, nghĩ là mình đã phạm pháp. Mà người ta đâu có bỏ qua cho người thua đâu. Với lại, mình chỉ thua tiền thưởng thôi. Mình đâu có thua tiền độ đâu. Trời, có khi là cái người thua còn nhiều tiền hơn người thắng nữa. Cái nghĩa là sao? Anh chả hiểu gì cả. Thì á, có nghĩa là mình bán độ á cho những người mà đặt cược cho mình á thua. Xong rồi cái người cọ chia phần trăm cho mình á. Sao ông rảnh vậy? Thì ba tôi là luật sư mà. Trời ơi, ba em mà biết là ba em giết em chết. Không được rồi, để tôi nhờ mọi người lên báo cáo trên confession. Để không thôi, cái clip này là lan rộng, là chết luôn á. Anh ơi, giờ làm sao đây? Anh hiểu rồi. Rõ ràng là biết vi phạm kỷ luật mà vẫn làm. Các em không nghĩ tới bản thân á, thì cũng phải nghĩ tới uy tín nhà trường chứ. Dạ, tụi em biết lỗi thầy. Biết lỗi làm được gì? Các em giải trình tôi biết tại sao tham gia cuộc thi đấu đó. Các em có biết là tham gia cuộc thi đấu tính chất cá độ á là vi phạm pháp luật không? Thực ra thì tụi em không biết đó là một cuộc thi cá độ thôi thầy. Mà tụi em nghĩ là một cuộc thi bình thường có tiền thưởng, cho nên tụi em mới tham gia. Tiền thưởng? Các em đang độ tuổi học sinh, không chịu lo học hành, cần tiền làm gì? Chơi game hả? Dạ không thầy. Tụi em cần tiền để... Để làm cái gì? Để giúp gia đình bạn Việt Thi ạ. Tại vì gia đình của bạn ấy đang gặp khó khăn, cho nên là tụi em muốn tham gia để lấy tiền thưởng giúp bạn thôi. Cho dù là có chuyện như vậy thì đó là chuyện người lớn. Các em có thương bạn á thì lo giúp bạn chị học hành thôi, không cần phải kiếm tiền. Đi thi đấu vậy đó, lỡ chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ ảnh hưởng tới uy tín nhà trường nữa đó. Thôi, hai em về lớp đi. Tôi sẽ truy cứu việc này, rồi có cách xử lý sao? Anh Cường à, theo tôi nghĩ là nếu mà anh không răn đe việc này tới nơi tới chốn á, thì làm sao anh nói chuyện với hội đồng quản trị anh, với phụ huynh học sinh? Dù sao, tụi nó còn trẻ con, với lại cũng là lòng tốt cũng giúp bạn bè mà. Trách nhiệm của thầy cô đối với học sinh ở đây á, là phải giáo dục cho tụi nó tới nơi tới chốn. Cái chuyện này không răn đe, nó sẽ ảnh hưởng xấu làm sao giáo dục với mấy đứa khác được hả anh? Giờ anh làm vậy á, thì tôi nghĩ là trường này không ai tới học nữa đâu. Bởi vì anh đang lèo lái một con thuyền chở rất là nhiều người, nhưng mà trách nhiệm anh có thể gánh vác được, nhưng mà hậu quả thì anh không thể nào gánh vác được hết đâu anh Cường à. Thôi được rồi, hai em mới về lớp. Sau khi xem xét kỹ, nhà trường sẽ đưa ra mức kỷ luật đích đáng nhất. Sao đây trời? Trời, giải quyết làm sao đây ta? Ê, đi qua đi lại chóng mặt quá. Trời ơi Băng, giờ tôi hỏi bà nè, lần này á là chết thằng Mon nhà tôi rồi. Thôi, bà bình tĩnh đi. Chết chết cái gì, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết á. Giờ làm sao nè? Hả? À, Băng, hay là bà xin ba bà nốt một lần này thôi, tha cho thằng Mon. Dù gì thì nó cũng có ý tốt là muốn giúp Việt Thi thôi mà. Ừ đúng rồi đó, bà năn nỉ ba bà thử đi. Dù gì hai người cũng là cha con mà. Không phải tôi không muốn năn nỉ đâu, mà trường mình từ bữa đến giờ nhiều scandal quá rồi.
và gặp thêm cái chuyện này nữa. Nếu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy á, thì bà có biết là hội đồng phụ huynh làm khó dễ ba tôi không? Giờ ý bà làm sao? Ý bà là giờ thằng Mon nhà tôi hết cách cứu, là bị đuổi học á hả? Trời ơi, gì mà đến mức đuổi học? Nhẹ hơn nhiều, cũng lắm là hạnh kiểm yếu. Cái gì cái gì? Trời ơi, ông nói nghe nhẹ quá ha. Hạnh kiểm yếu thì có khác gì là có tiền án tiền sự đâu. Bỏ qua thì không dễ, nhưng giảm nhẹ thì được. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục ba tôi cho. Đúng rồi, giảm nhẹ là may lắm rồi đó. May mà nhà trường mình là người biết chuyện, chứ nhỡ mà đến tai cơ quan chức năng ấy, có mà ngồi tù cả lũ. Không có chuyện mà bà đứng than khóc như này đâu. Tôi làm sao mà biết được. Thằng Mon em tôi á, cái gì nó cũng tự tung tự tác, tự ý làm không mà, nó có hỏi ai đâu. Lần này về á, tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Hay quá ha, dạy dỗ nó hay là cho nó một trận. Thảo nào trái muốn kể chuyện gì với bà ấy đó. Không hiểu sao Seven chịu được. Ơ cái ông này nói chuyện kỳ á, ngộ quá ha, liên quan gì kể tôi. Ê mà nói chứ Băng, nói thiệt á, ráng năn nỉ giùm tôi nha. Ừ tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Mong á là đem tin vui cho hai người. Đó rồi sao? À, chả lẽ đi về hay là đi ăn đi uống gì đi? Đúng ý tôi. Trời tôi cũng khát nước quá, nãy giờ ngồi năn nỉ khiếp Băng quá trời, khát nước quá. Đi đi, đi ok. Cái quán nước đó diện trường mình kìa. Đi đi, qua đó uống đi, tôi đi dạy. Ê cái gì đi dạy? Ê, ai bao? Ai bao Băng? Ê tiếp bao. Thôi thôi xác định rồi, bao đi một bữa thôi, lẻ lên một bữa có một chậu nước là lẻ lên. Yo man, man, yo, yo. Ủa, hôm nay Trần thì bà hẹn tôi ở đây vậy? Thì tụi tôi hẹn ông ở đây bảo tin mừng ấy. Mừng? Ừ. Trần thì? Nhà Việt Thi trả nợ xong hết rồi nhá. Thật á? Ừ. Thật? Ừ. Ồ, thôi đi ăn mừng. Đi đâu? Mừng gì? Tiền ở đâu mà ông trả cho Việt Thi vậy? Nói gì vậy? Ai trả Việt Thi? Tôi có trả đâu. Không là ông này là ai nữa hả? Đừng có giấu nữa, tụi tôi biết hết rồi. Thì tôi trả đấy. Số tiền lớn vậy, ông lấy đâu ra hả? Hay là ông đi mượn nợ nữa? Ông nói gì vậy? Tôi mượn nợ ai bao giờ đâu. Là mẹ tôi. Mẹ tôi muốn giúp gia đình Việt Thi, nên là bảo tôi mang qua cho gia đình Việt Thi mượn nợ. Thôi, ông đừng nói dối nữa. Tôi và Kenji này, qua nhà ông hỏi mẹ ông rồi. Nhưng mà không phải. Thì... Sao? Thì... Thôi khỏi lằng nhằng nữa. Ông xem mày đi. Ngồi đi mà chối nhá. Cái clip này ở đâu ra đấy? Không còn biết, nhưng mà đây là cuộc thi cá độ bên N, không phải là một cuộc thi bình thường. Nếu mà ông thắng ấy, sẽ có 5 triệu tiền thưởng. Còn nếu mà thua ấy, cái tiền độ ấy nó lên hàng chục triệu. Chứ không phải lúc đấy đủ tiền để giúp gia đình Việt Thi à? Ông nói vậy là sao? Nói vậy là sao ạ? À? Cái hôm đấy gần kết thúc bài ông té đúng không? Cái động tác đấy không hề khó. Nhưng mà lúc đầu tôi nghĩ chỉ là vô tình thôi. Giờ thì không. Vì cái clip này này. Thì ông cố tình thua để lấy tiền độ trả nợ cho nhà Việt Thi đúng không? Thì tôi cũng chỉ còn giải pháp đấy thôi, không có sự lựa chọn nào khác nữa. Sao lại không nhỉ? Chúng ta có thể tham gia vài cuộc thi nữa, giúp hình Việt Thi dần dần. Chứ sao ông lại làm mấy cái trò gian lận, bán độ như này? Có gì thì ông nói với tụi tôi sẽ làm tất cả để giúp Việt Thi, chứ không làm trò dơ bẩn như ông. Ông biết đấy, vì cái chuyện này này, mà tôi với Kenji chuẩn bị bị trừng kỷ luật rồi. Nhưng mà tụi tôi không xấu hổ. Biết vì sao không? Vì tôi giúp gia đình Việt Thi ấy bằng chính thực lực. Chứ bây giờ nhìn xem, tôi không ngờ ấy là ông lại đi lừa tất cả mọi người trong nhóm vì tiền. Hết nói nổi không nhỉ? Tôi xin lỗi mọi người. Tôi cũng không xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người nữa rồi. Tôi đã làm liên lụy đến mọi người nhiều. Tôi không xứng đáng làm thành viên của B36 nữa. Tôi xin lỗi.